Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Du và Bếp. Hôm nay mình sẽ làm sốt chua ngọt để trộn gỏi nha. Sốt trộn gỏi đa năng, các bạn trộn gỏi gì cũng được, chua ngọt cay rất là đầy đủ vị, rất là đơn giản, các bạn cùng vào bếp với mình nha. Trước tiên mình sẽ chuẩn bị một ít tắc. Tắc mình dạt một ít ở phần cuống nè, để mình vắt lấy nước. Mình sẽ dùng khoảng chừng 15 trái vắt lấy nước cốt nha. Nguyên liệu làm sốt này rất là đơn giản luôn các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dùng 150g đường, 90g nước mắm, 100g tương ớt. Cho đường, mắm và tương ớt vào nồi, khuấy đều lên. Rồi mình sẽ nấu cho cái nước mắm này nó sôi lên. Để nó sôi lên thì mình sẽ hạ lửa nhỏ và để cho nó sôi liu riu khoảng chừng 4-5 phút nha, cho nó hơi sánh lại. Trong thời gian nấu nước mắm thì mình sẽ chuẩn bị thêm một ít ớt tỏi, một trái ớt sừng nè, với một ít ớt cay. Ớt mình bỏ hột đi. Rồi cho ớt tỏi vào đây. Mình dùng khoảng 2 củ tỏi. Xay nhỏ ớt tỏi nha. Ớt tỏi của mình là khoảng 80g nè. Rồi nước mắm nó đã sôi hơi sánh lại rồi nè. Mình sẽ cho nước tắc vào khoảng 90g. Và cuối cùng là ớt tỏi. Để cho nó sôi lên lại thì mình tắt bếp nha. Tắt bếp và để nguội. Các bạn có thể làm một lần nhiều nhiều rồi mình bảo quản trong tủ lạnh. Khi nào cần thì lấy ra dùng, rất là tiện luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ làm một ít gỏi tai heo đu đủ nha. Tai heo trước tiên là mình sẽ rửa sạch với muối, rửa ở bên trong cho kỹ nha. Những cái khe sụn ở phía trong nè, mình sẽ khứa nó ra và rửa thật là kỹ. Rồi sau khi rửa với muối thì mình sẽ chà lại với tắc hoặc là chanh. Rồi rửa sạch nha. Tiếp theo là luộc tai heo nè. Cho một ít hành tím và gừng đập dập vào đây. Cho tai heo vào. Nêm vào đây một ít muối và hạt nêm. Mình sẽ luộc khoảng chừng 10 đến 15 phút. Trước khi vớt ra thì mình sẽ chuẩn bị một thau nước đá nha, để tí nữa mình ngâm tai heo. Tai heo mình dùng đũa mình xăm lũng là dính rồi. Vớt ra ngâm vào nước đá khoảng chừng 10-15 phút. Rồi mình sẽ ngâm ra để cho nó nguội. Sau đó là vớt ra để ráo nước. Đu đủ này hơi vàng nhưng mà vẫn còn sống nha. Mình sẽ khía cho nó vài đường, rồi để khoảng chừng 5-10 phút để cho nó chảy bớt mủ ra. Bây giờ mình gọt vỏ nha. Gọt vỏ rửa sạch, sau đó là bào nhỏ. Mình cắt ra thành từng phần như thế này. Vỏ ruột đi. Rồi mình sẽ bào thành những sợi nhỏ nha. Đu đủ này các bạn có thể ngâm vào nước đá hoặc là cho vào tủ lạnh để nó giòn hơn nha. Rồi tai heo mình sẽ cắt thành những miếng mỏng vừa ăn. Chuẩn bị thêm một ít rau nêm và đậu phộng nữa. Nước sốt sánh nè, màu đỏ rất là đẹp, đầy đủ vị. Mình trộn món gì cũng được luôn. Các bạn có thể trộn tai heo nè, chân gà, hoặc là hải sản, tôm, mực đều được. Rất là tiện luôn. Cái sốt này dùng không hết thì các bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần nha. Cho một ít sốt vào. Trộn đều. Mình trộn 1-2 phút để cho tai heo nó ngấm nước sốt. Rồi cho đu đủ vào. Đu đủ thì mình trộn thôi, các bạn đừng có bóp nha, để nó không bị mềm. Các bạn cho nước sốt vào nêm nếm cho vừa với khẩu vị của mình. Cho một ít rau nêm vào đây. Vậy là xong rồi, có thể thưởng thức được rồi nè. Gỏi chua cay mặn ngọt rất là đầy đủ vị. Cho một ít đậu phộng và ớt. Đu đủ giòn giòn, tai heo thì sực sực, rất là ngon luôn. Rồi như vậy là có thể thưởng thức được rồi nè. Các bạn hãy vào bếp trổ tài ngay nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha.